Hello, xin chào tất cả các anh em 5B hàng 7 trên mọi miền Tổ quốc. Lời đầu tiên cho phép em xin chúc tất cả các anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt anh em nhé. Hôm nay thì em lại về được rất là nhiều hàng tháo máy công nghiệp để phục vụ anh em độ chế DIY anh em. Đó, anh em có thể tham khảo nhìn qua một vòng trước khi đi vào chi tiết từng sản phẩm anh em nhé. Đó, cổ cắm nhé, ray trượt tủ này, quạt này, con lăn này, bánh xe này, lọc nguồn này, đèn led các kiểu này. Ở bên đây có rất là nhiều thanh nhôm nhá. Thanh nhôm, đèn, đó, khóa inox, gối bi và những bộ xi lanh khí. Rồi, bác anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh, một nút like và một nút chia sẻ kênh anh em nhé. Và anh em mua hàng thì có thể liên hệ em qua số điện thoại là 035 373 0000. Giá của bên em đưa ra thì chưa bao gồm phí vận chuyển anh em nhé. Rồi, vào chi tiết từng sản phẩm hôm nay. Đầu tiên thì lên cho anh em một bộ xi lanh này, xi lanh khí nén này. Đó, anh em thấy đầy đủ không ạ? Thì hàng tự tay tháo nên mà nó hơi mất công một chút, nhưng mà nó còn được cả những cái gối này, gối trên gối dưới này, đó, đầy đủ anh em nhé, nhìn rất là đẹp. Đây, nhìn tổng thể rất là đẹp này. Đó, rồi xi lanh này thì hàng SMC của Nhật Bản nhưng sản xuất tại Trung Quốc. Đó, hàng SMC sản xuất tại Nhật, hãng SMC của Nhật nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Mắc khí thì được 1 MPa, có nghĩa là 10 kg. Đấy, mã của nó là CMB20-50. Ở đây thì tổng chiều dài xi lanh nó là 22,5 cm này. Đó, và khi mà vươn dài ra này thì là 28 cm, có nghĩa là nó chạy được khoảng là 6 cm anh em nhé. 27,5 đó là 5 cm. Đó, nó thụt ra thụt vào được 5 cm này. Đó, đường kính trục, đường kính ti của nó là 8 mm này nhá anh em nhé. Đường kính cái ti này là 8 mm này. Đó, và đường kính thân của nó là 25 mm, có nghĩa là 2,5 cm đây nhé. Đó, mã H03 có giá là 90.000 đồng một cái nhé. Những cái ti này này, mã H03 có 90.000 đồng một cái cho anh em này. Đó, em về được rất là nhiều cho anh em này. Rồi, ở đây thì có mã hai thanh ray, mấy thanh ray rất là dài. Đó, lên luôn cho anh em này. Mã H01 có giá là 90.000 đồng một thanh cho anh em nhé. Thanh này có chiều dài là 1m05 này, 105 cm đấy. Dày là 3, đây, dày rộng là 3 này. Đó, anh em có thể nhìn thấy rộng là 3 nhé. Và là dày là 1,5 cm này, đây, 1,5 cm này. Đó, rồi, mã H01 có giá 90.000 đồng một thanh nhé. Đấy, ở đây thì thanh này thì có hai rãnh hai bên để cho anh em lắp đặt, lắp những cái con lùa vào để anh em bắt cố định vít. Ở đây thì đây, anh em luồn con lùa vào ở đây. Đây, em lấy một con lùa qua cho anh em nhé. Đây, đây, anh em luồn con lùa vào như thế này, đẩy vào như thế này, và anh em cố định vít ở đây để cố định những cái thanh nhôm khác với nhau ấy. Đấy, nó rất hợp lý nhé. Đó, vì con lùa nó sinh ra là để cho những cái thanh nha cố định thanh nhôm định hình như thế này. Anh em có thể đẩy di chuyển theo ốc từng vị trí để bắt ốc đều được. Rồi, nói lại một cái thanh nhôm này một chút. Dài 1m05, rộng 3 cm và dày 1,5 cm. Mã H01 giá 90.000 đồng một thanh nhé. Đó, thì hình thức này. Đó, cho anh em có thể theo dõi hình thức nhé. Đó, ở đây thì mã H01 em có 2, 4, 5 thanh anh em nhé. 5 thanh H01. Mã H02 cũng giá 90.000 đồng một thanh cho anh em này.
đó. Tổng chiều dài của nó là 1m10, có nghĩa là 110 cm, rộng là 3 cm và dày là 1,5 cm đó. Nó dày rộng giống như hệt con kia rồi. Đây hình thức bên ngoài cho anh em nhé. Ở đây thì con này có khoan một hai lỗ trên thân để bắt ốc rồi, bắt thiết bị, nên mà anh em để ý nhé, khi mà mình cần những bắt ốc thì nó có khoan sẵn ở đây cho anh em rồi. Đấy, hình thức rất là đẹp, cũng hai bên có hai rãnh để bắt con lùa bắt ốc thôi đó. Mát 02 có giá 90.000 đồng một thanh, em ở đây em có 3 thanh cho anh em nhé đó. Rồi tiếp theo mã H04 có giá 90.000 đồng một cái cho anh em này. Ở đây là những con khóa inox. Khóa inox 316 này. Khóa inox 316 cho anh em này. Đó, hàng của Hàn Quốc anh em nhé. Hai lốc. Khóa inox 316. Đó, khóa 1/2. Đấy. Ở đây thì nó có một đầu này, một đầu thì là một đầu cố định, không mở ra được. Và đầu này anh em có thể mở ra được nhé. Đầu này anh em mở ra được thì đấu, nó là đấu ống 21 hai đầu ở mình ấy. Đấy, là được anh em nhé. Cái đầu này không có thì anh em mở cái đầu này ra lắp sang bên này được nhé, để chốt những cái ống mềm này được. Đó. Còn đầu này thì anh em lắp ống 21 rất là ok. Khóa inox này thì bán rất là nhiều cho anh em rồi. Mã H04 có giá 90.000 đồng một cái cho anh em này. Tiếp theo lên cho em mã H05 giá 90.000 đồng một cái này. Ở đây em có những cái gối bi. Đấy. Gối bi rất là lớn này. Đấy. Gối bi cho anh em về chế những cái trục quay. Đấy. Tổng chiều dài của nó là 11 cm này. Bề rộng của nó là 6 cm và bề dày ở đây là 2,5 cm. Đó. Gối bi này, bi có đường kính bên trong là 20 mm anh em nhé. Đường kính trục bộ bên trong là 20 mm cho anh em. Đấy, bên trên thì có đầy đủ này, những cái đầu bơm dầu này, đó, bơm dầu bơm mỡ vào trong bi, vòng bi này. Đó. Rồi bên trên thì hình thức rất là đẹp. Đó. Đấy, anh em có thể nhìn thấy hàng tháo máy hình thức rất là đẹp nhé. Mã H05 có giá 90.000 đồng một cái cho anh em này. Ở đây có 3 cái lỗ cho anh em mà bắt cố định ốc rồi nhé. Đó. Tiếp theo mã H06 này, giá 150.000 đồng một cái này. Vẫn là những con khóa hơi thôi. À, khóa inox. Khóa inox anh em về có thể là dùng nước hoặc là dùng hơi tùy nha. Con này cũng là inox 316 nha. À, con này thì được mở được hai đầu. Con này nó mở được hai đầu để lắp gì nhỉ? Lắp gen hai đầu 21 của mình nhá. Và ở đây nó có thêm một cái nối nhanh. Đấy. Thế nên mà nó giá nó cao hơn con kia anh em nhá. Đó. Nó có thêm một nối ống nhanh nữa nên mà giá nó cao hơn. Đấy. Rồi, mã H06 giá là 150.000 đồng một cái cho anh em này. Đó, khóa inox mã H06 này. Tiếp theo lên cho anh em một cái đèn mã H07 có giá là 380.000 đồng một cái này. Đèn này thì palit của Nhật sản xuất tại Indonesia này. Đó. Điện sử dụng 24V DC hoặc AC đều được nha anh em. Nó khá là dài và khá là lớn. Đấy. Tổng chiều dài của nó là 86 cm, tính đến cái chân luôn này. 86 cm này, đó. Cái đế chân này được làm bằng inox này. Còn cái ống này thì lại được làm bằng sắt, bằng thép anh em nhé. Đường kính là 25 mm, đường kính ở đây là 23 thôi anh em nhé. Và cái thước kẹp của em nó không biết nó đi đâu nên mời em đo chừng một chút cho anh em. Mã H07 có giá là 380.000 đồng một cái này. Đó, đường kính bên trên này, đường kính phần đèn này, nó hơi dài một chút nhé, là 6 cm cho anh em. Đường kính phần đèn là 6 cm. Đây, em đo lại cho anh em cái phần thân này. Phần thân của nó là 22 mm nhé, có nghĩa là 2,2 cm này. Đó.
Rồi, ở đây thì nó hơi dài một chút thì em sẽ test cho anh em để ý nhé. Ở bên trên đèn nhé, và đây là thân đèn. Sử dụng điện 24V DC. Ở trên đây thì nó có, trước khi cắt ra thì nó vẫn có cái ký hiệu cho mình rồi, nên mà rất là đơn giản này nhỉ. Rồi ở đây nó đấu màu vàng này. Em dùng bộ cấp nguồn di động này anh em nhé. Đấy, 24V này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là 24V này. Đấy, đèn vàng sáng anh em nhé. Đèn xanh sáng này. Đấy, và đèn đỏ sáng nhé. Đó, rất là ok. Rồi, cái này hơi dài thì em để ra ngoài một chút. Rồi, mã H07, cây đèn có giá là 380.000 anh em nhé. Rồi, tiếp theo ở đây là những cục lọc chống nhiễu này. Cục lọc chống nhiễu cho cuốn dây điện cho anh em này. Có hàng về cũng rất là nhiều cho anh em nhé. Hàng TDK của Nhật này, cục lọc TDK của Nhật cho anh em về cuốn dây điện, loa đài âm ly này. Đó, đưa tổng chiều dài của nó là 34mm, có nghĩa là 3,4cm. Đường kính bên ngoài là 3cm này. Và đường kính bên trong là 1,3cm này. Đó, ngoài ra đo thế thì đấy thôi, nhưng mà ở ngoài thì nó có thông số hết rồi anh em nhé. Đây, 30-35 này, có nghĩa là dài 35 này, đấy, rộng 30 này, đường kính là 13 này, đó. Đường kính trong 13, đường kính ngoài là 30 này, nó có ghi thông số hết rồi. Thằng hàng Nhật thì nó rất là chuẩn luôn anh em nhé. Rồi, đây TDK này, TDK của Nhật này, mã H08 này, con lọc cục chống nhiễu nhá, quấn dây điện cho anh em này. Đấy, anh em mở ra để quấn cái dây điện xung quanh để chống nhiễu tín hiệu. H08 có giá 20.000 đồng một cái này. Ở đây mã H09 này, em còn một con nguồn 12V 50A. Điện sử dụng là 100 đến 240V đều được nhá, anh em cắm đều được nhá. Hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đó. Nguồn 100 đến 240V điện đầu vào và điện đầu ra là 12V, công suất là 50A. Hàng rất là đẹp, Fisonic. Công suất lớn nên quạt kêu rất là lớn anh em nhé. Mã H09 có giá là 700.000 đồng một cái. Tiếp theo mã H10 có giá 70.000 đồng một cái cho anh em này. Ở đây thì em có những cái nút nhấn dừng khẩn cấp Omron của Nhật Bản nhá. Made in Japan này. Anh em có thể nhìn thấy nhá, Omron Made in Japan luôn. Công suất là điện sử dụng 220V, công suất là 6A, có nghĩa là được 1200W hoặc là 110V 10A, cũng là khoảng 1100W đấy. Omron nhá, hàng Omron thì quá chuẩn cho anh em rồi. H10 có giá là 70.000 đồng một cái này. Đó, hình thức rất là đẹp. Anh em nhấn mở. Đó, anh em lưu ý nhé. Hàng của Nhật đấy. Nút nhấn của Nhật thì nó rất là chuẩn rồi. Đường kính cái mặt bên trên là 10 cho anh em này, 10cm này. Và bề dày cái mặt bên trên là 4cm cho anh em. Đó, anh em về có thể khoét cái lỗ to hoặc khoét cái lỗ nhỏ bằng cái công tắc ở đây lắp đều được nhé. Rồi, mã H10 có giá 70.000 đồng một cái này. Tiếp theo là một cặp chân cho anh em chế hàn sâu bin hoặc là cặp cho anh em chế ke góc này. Ke góc vuông, ke góc nhôm đều được. Đó, mã H11 có giá là 180.000 đồng trên hai cái này. Đấy, tổng chiều dài là 32cm này. Bề rộng là 6cm này. Và bề dày ở đây là 1,2cm, có nghĩa là 12mm đấy. H11 có giá là 180.000 đồng trên hai cái này. Tiếp theo mã H12 có giá là 220.000 đồng này. Cũng là những chân bộ chân ke góc nhôm cho anh em chế hàn sâu pin hoặc là
ke góc dựng máy. Tổng chiều cao, chiều dài là 31cm này, rộng là 10 và dày ở đây là 1cm nhé. Mã H12 có giá là 220.000 đồng trên 2 thanh, 2 cái đó. Tiếp theo mã H13 này, những con lọc, những con nguồn TDK của Nhật Bản, TDK Lambada của Nhật Bản này. Đó, sản xuất tại Malaysia anh em nhé, Malaysia. Đó, điện đầu vào là 100 đến 240V và điện đầu ra là 12V, công suất là 13A. Mã H13 có giá là 140.000 đồng. Đó, hàng rất là đẹp, có thêm cái bát nha sắt ở dưới để cho anh em bắt này. Đó, hàng của Nhật Bản TDK Lambada nó rất là đẹp. Tiếp theo mã H14 có giá 90.000 đồng trên 2 thanh này. Ở đây có những hai thanh nhôm rất là đẹp anh em này. Đó, tổng chiều dài của nó là 45cm này, rộng là 3cm và dày ở đây là 1cm nhé. Ở bên dưới thì có những cái ốc đã taro sẵn gen rồi. Đó, hình thức nó như thế này nhé. Mã H14 có giá là 90.000 đồng trên 2 thanh như thế này. Đấy, cho anh em nhé. Tiếp theo mã H15 này có giá 90.000 đồng trên 2 thanh nữa này. Đây là những thanh nhôm định hình cho anh em về ráp máy, ráp tủ, ráp khung này. Đấy, chiều dài của nó là 43cm, rộng là 3,5 và dày là 2cm này. Ở một mặt thì mặt này thì không có rãnh này, mặt này không có rãnh, mặt này có rãnh để bắt con lùa này, và mặt này có rãnh để bắt con lùa cho anh em nhé. Đó, hình thức tháo máy thì nhiều khi ném thì nó có hơi móp một chút này. Đấy, còn tổng hình thức thì nó cũng khá là đẹp rồi anh em nhé. Đấy, rồi mã H15 có giá 90.000 đồng trên 2 thanh. Mã H16 cũng có giá 90.000 đồng trên 2 thanh anh em này. Con này nó dài hơn một chút thôi, kích thước thì y hệt. Dài 45,5cm này, rộng 3,5 và dày 2cm. Đấy, hình thức cũng khá là đẹp anh em nhé. H16 có giá là 90.000 đồng trên 2 thanh. Rồi, mã H17 có giá 50.000 đồng trên 2 thanh cho anh em. À, xin lỗi anh em, 50.000 đồng một thanh chứ, 50.000 đồng một thanh nhé. Đó, hình thức là hai rãnh hai bên thì có con lỗ bắt con lùa. Đấy, còn hai mặt bên thì lại không nhé. Đó, tổng chiều dài là 55,5cm, rộng 3cm và dày 1,5. Đây, rộng là 3 này. Đấy, và dày là 1,5cm cho anh em này. Đó, mã H17 có giá là 50.000 đồng một thanh cho anh em này. Ở đây thì em cũng có khá là nhiều, 6 đến 8 thanh cho anh em tha hồ lựa chọn nhé. Mã H18 cũng có giá là 50.000 đồng một thanh này. Nó dài hơn một chút thôi, dài 56,5cm, rộng 3 và dày 1,5cm. Đó, hình thức cũng khá là đẹp cho anh em nhé. Hàng tháo máy chọn được những cái thanh nhôm mà không bị đập phá, móp méo nhiều như thế này thì là khá là đẹp rồi. Đó, H18 có giá là 50.000 đồng một thanh cho anh em này. Em ở đây em có 4 thanh này. Tiếp theo mã H19 có tổng chiều dài là 64,8cm này, rộng là 3,5 và dày 2cm này. Mã H19 có giá là 60.000 đồng một thanh nhé. Thanh nhôm này. Đấy, nó cũng có một mặt này, một mặt con bắt con lùa này, hai mặt bắt con lùa và hai mặt không có nhé. Đấy, để dùng làm khung cửa nên mà nó chỉ có hai mặt bắt thôi. Mã H19 có giá là 60.000 đồng một thanh nhé. Em có 2, 4, 6 thanh. Mã H20 này nó cũng dài hơn một chút, cũng có giá 60.000 đồng một thanh này. Dài 66 này cm, rộng là 3,5 và dày là 2. Hình thức thì y hệt thôi, cũng có hai mặt là bắt con lùa và một mặt, hai mặt là không. H20 có giá là 60.000 đồng một thanh cho anh em nhé. Em có 2 thanh, nó dài hơn một chút rồi. Rồi H21 thì là 4 mặt đều có rãnh để bắt lùa anh em này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vị trí bắt lùa cơ.
H21 có giá cũng 60.000 đồng một thanh cho anh em nhé. Đấy, tổng chiều dài là 60,5 cm, rộng là 4 và dày là 2. Đấy, rộng 4 là dày và 2. Mã H20 có giá 60.000 đồng một thanh cho anh em này. Đó. À, mã H21 xin lỗi anh em nhé. Mã H21 60.000 đồng một thanh. Dài 60,5, rộng 4 và dày 2. À, tiếp tục là mã H22 có giá 80.000 đồng một thanh này. Nó dài là 68 cm, rộng 3 và dày 3, nhôm định hình 3x3 đấy. Đó. H22 90.000 đồng một 80.000 đồng một thanh cho anh em nhé. Giá 80.000 đồng một thanh cho anh em nhé. H22 dài 68 cm, rộng 3, dày 3. Ở đây em chỉ có 4 thanh thôi. Tiếp tục mã H23 này có giá 60.000 đồng một thanh này. À, tổng chiều dài là 71 cm, dày là 3 và rộng là 1,5. À, con này thì giá nó rẻ hơn, nó giá nó bằng cái con ngắn hơn như kia. À, lý do vì là những cái đầu này này là nó bị cong, à, em không để ý em chọn vào những cái em nhặt phải cái những cái cong ấy thì bán giá nó như giá lấy cho anh em thôi. Đó, H23 cho anh em về cắt nhé, cắt xén anh em nhé. H23 giá 60.000 đồng một thanh đây. À, hình thức nó bị như thế này cho anh em thợ dễ hiểu này. À, đây, những người thợ người ta không nâng niu đâu, người ta vặn được nhớm nhớm con ốc hoặc là không vặn được thì họ bẻ luôn để họ làm xong việc của người ta, nên mà họ không, những cái thanh nhôm này họ dùng sức họ vặn cho nó tách ra để cho nó nhanh ấy. Đấy, nên mà những cái thanh đẹp thì rất là khó kiếm. Vậy nên mà giá nó rẻ hơn một chút cho anh em về cắt bỏ những cái đoạn này nhá. Vì lúc em nhặt thì em lại không để ý, gặp khoảng 8 thanh thì nó bị như thế. Rồi, mã H22-23 này có giá 60.000 đồng một thanh nha anh em. Tổng chiều dài là 71, rộng 3 và dày 1,5. Đó. H23 60.000 đồng một thanh cho anh em nhé. Đó, tiếp tục mã H24 này. H24 vẫn có những con trượt. Đấy, con trượt làm cho anh em chế bàn trượt này, chế thang trượt đều được nhé. Đó. Rồi, trên con trượt này gồm 16 con lăn nhựa, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 con lăn bằng nhựa này. À, con lăn nhựa này có con lăn nhựa này có chiều rộng là 2,2 cm và đường kính của nó là 3 cm này. Đó. Ở đây tổng chiều dài phần lăn nhựa có thể lăn là 60 cm, và phần hai tay bên ngoài, hai tay treo bên ngoài là 68 cm cho anh em nhé. Đấy. Bề dày là 4 và bề rộng là 4 và bề dày là 4,5, tính lên đến mặt con lăn này. Đó. Mã H24 có giá là 100.000 đồng cho một cặp này, một cặp này này. Gồm hai cái nhé, gồm hai cái này có giá 100.000 đồng cho anh em này, giá cực rẻ luôn. Còn ngoài ra thì em vẫn có những cái rất là nhiều lùa về, thêm rất là nhiều lùa cho anh em này. Đấy. Lùa này thì nó hên xui anh em nhé. Có cái có bốc xô nên mà có cái thì bắt được vào những cái thanh nhôm như thế này. Đây, có cái sẽ bắt được vào những cái thanh nhôm như thế này và có những cái thì sẽ không bắt được nhé. Đây, có cái này thì bắt được này. Cái này thì nó hơi to một chút, nó không bắt được này anh em nhé. Đó, em bốc xô cho anh em, giá chỉ có 50.000 đồng 1kg thôi. 50.000 đồng 1kg lùa. Cho anh em về chế cháo nhé. Đó. Rồi, tiếp theo em về được rất là nhiều lọc nguồn 2 tầng nha anh em. Đây, đầu tiên là một con lọc nguồn 40A. Mã H25 có giá là 400.000 đồng trên một cái này. Con này lọc nguồn 2 tầng lọc, sử dụng điện 250V, công suất là 40A cho anh em sử dụng tổng điện nhé. Hoặc anh em sử dụng những cái thiết bị như gồm biến tần. Đấy, biến tần sử dụng ra cho nó sạch những con máy CNC thì anh em sử dụng con này. Anh em sử dụng sau biến tần anh em nhé, 3 pha 250V.
hoặc anh em sử dụng một pha 250V thì anh em đấu hai cọc bên ngoài vẫn sử dụng ok nhá. Rồi, hình thức rất là đẹp cho anh em này. Hàng Xuân Jin của Korea anh em thấy nhá. Made in Korea, hàng quá là đẹp luôn. Hai tầng lọc anh em nhá. Rồi. Hàng hai tầng lọc, tổng chiều dài là 24 này. Chiều rộng là 12 và bề dày của nó là 10cm một con. Đó, mà H25 có giá là 400.000 đồng cho anh em. Rồi, mã H26 có giá là 450.000 đồng. Con này thì một tầng lọc công suất là 50A anh em nhé. Con này nó chỉ có một tầng lọc thôi, anh em có thể nhìn thấy trong đây này. Đó, nhìn thấy xuyên qua nhé, một tầng lọc. Tổng chiều dài là 18,5 này, rộng là 9,5 này và dày ở đây là 5,5cm này. Đó. Hàng cũng là của Hàn Quốc anh em nhé, hàng Wonjong của Hàn Quốc. Đấy. Công suất là 50A, sử dụng tổng gia đình cũng rất là ok này. H26 có giá là 450.000 đồng một cái này. Tiếp tục mã H27 có giá 600.000 đồng này. Ở đây là một con lọc nguồn công suất là 50A, một pha này. Một pha 50A nhá anh em. 50A. Đấy. Hàng một pha 50A rất là hiếm trên thị trường luôn. Đó. Một pha 50A hai tầng lọc cho anh em nhé. Đấy, con này một pha 50A và lại hai tầng lọc. Đó. Đấy, mã H27 có giá là 600.000 đồng một con này. Đấy, tổng chiều dài của nó là 24 này, rộng là 7,8 này và dày là 4,8cm này. Đó, bên ngoài thì nó làm được một lớp inox này, cái vỏ bên ngoài được làm bằng inox sáng bóng cho anh em nhé, nó không bị phai sau thời gian đâu. Đó, một pha 50A giá là 600.000 đồng cho anh em. Đó, hàng khá là đẹp. Đấy. Duy nhất một con đó, lâu lắm thì lại mới về. Rồi tiếp theo là con một pha 250V 20A này. Con này thì 20A công suất nhỏ hơn này. Đấy. Con này cũng là hai tầng lọc cho anh em nhé. Đấy, hai tầng lọc. Mã H28 có giá là 390.000 đồng một cái này. 390.000 đồng một cái này. Cũng được vỏ được làm bằng inox. Đấy, mặt dưới thì làm bằng thép nhé. Bằng thép. Còn mặt hông thì làm bằng inox cho anh em này. Tổng chiều dài là 20cm, rộng là 17, rộng là 7 này và dày là 4,5 này. Đó, H28 có giá là 390.000 đồng một cái này, em về được hai cái này. Rồi, tiếp theo là một con TDK Lambada của Nhật sản xuất tại Trung Quốc này. Con này thì cũng là hai tầng lọc, sắc nhỏ này, công suất cũng 20A. Con này được cái nó lạ được một cái là nó hai đầu, anh em có thể đầu nào vào cũng được. Đấy, nó không như những con này. Đây. Con này thì nó có phân biệt đầu in này và đầu out này. Nhưng con này nó không phân biệt, có nghĩa là nó vào đầu nào cũng được. Vào đầu này thì ra đầu này, hoặc vào đầu này ra đầu này. Nó đa năng luôn, hàng của Nhật. Đấy, tổng chiều dài là 12,5 này, rộng là 5,2 này và dày là 3,5cm. Mã H29 có giá là 350.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo em về được một bộ AC300 Carry Master này. Lâu lắm thì em mới lại về được vài bộ bánh xe anh em nhé. Anh em hay theo dõi video thì cũng để ý. Hàng bánh xe em lâu lắm nay em mới về được một bộ. Duy nhất một bộ. Mã H30 có giá là 320.000 đồng một bộ này. Hàng cũng khá là đẹp. Tổng chiều cao của nó là 8 này. Đường kính bánh là 5cm và bề rộng bánh ở đây là 2,2cm cho nha. Carry Master AC300. À, duy nhất một bộ giá 320.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển anh em nhé. Đó, H30 em về được duy nhất một bộ cho anh em thôi. Rồi tiếp theo em về được những cái hộp nhôm này. H31 có giá 380.000 đồng một hộp này. Đấy, hình thức khá là đẹp này. Hộp này có quai sách này. Đây, những cái tay sách mà em hay bán cho anh em, nó có tác dụng như thế này. Đây, gấp xuống này, bật lên để sách này, gấp xuống này. Đó, nó rất là gọn nhé. Đấy, khá là đẹp. Rồi, tổng chiều dài là 29cm này, rộng dài 29 này, rộng là 11 này và cao ở đây là 16cm anh em nhé. Dài 29, rộng 11 và cao là 16cm cho nha. Mã H31 có giá là 380.000 đồng một cái này.
Rồi tiếp theo mã H32 có giá là 80.000 đồng một cặp cho anh em này. Đấy, một cặp kè góc nhôm bé bé xinh xinh cho anh em nhé. À, tổng chiều dài là 17 cm này, rộng là 7 này và dày là 1,2 cm cho anh em nhé. H32 có giá là 80.000 đồng trên một cặp này. Tiếp tục là những cái khúc nhôm nhỏ nhỏ này, 100.000 đồng trên 4 thanh này nhé. Tổng chiều dài là 28 cm này, rộng 3 và dày là 1,5. Đấy, thanh nhôm định hình ngắn 100.000 trên 4 thanh nhé, mã H33. Rồi em về được hai cặp dây trượt ngắn này, dây trượt ngắn tháo tủ này, rất là dày nhé. Đó, một cặp thì có giá là 120.000 đồng cho anh em, hàng của Hàn Quốc nhé. Rồi tổng chiều dài của nó này, tổng chiều dài là 30 cm này, và khi nó vươn hết ra thì là được vươn hết ra thì được 61 cm nhé. Đấy, có nghĩa là nó vươn được hết cỡ luôn rồi nha. 30-30 vươn lên được 61 cm cho anh em nhé. Giá là 120.000 đồng trên một cặp. Đấy, rộng, bề rộng của nó là 32,5 và bề dày là 2 cm anh em nhé. H34 có giá là 120.000 đồng một cặp thì em có hai cặp thôi. Rồi, mã H35 cũng thế, giá 150.000 đồng một cặp, em cũng chỉ có hai cặp. Đấy, hàng rất là đẹp. Hàng này thì có khóa tự động này, khi đẩy ra thì nó sẽ khóa bên ngoài này, đẩy ra khóa bên ngoài, đẩy vào cũng được, thì anh em phải nhấc ra một chút nữa anh em đẩy vào. Đấy, đẩy ra như thế này là khóa này, anh em phải nhấc mạnh ra đẩy vào. Đấy, thì là nó mới mở khóa để đẩy vào cho anh em này. Đó, tổng chiều dài ở đây là 41 cm này, rộng là 3,5 và dày là 2. Đấy. Rồi, con này nó vươn ra được thì là 83 cm anh em nhé, 83 cm. Đó, cũng rất là đẹp. Đấy, hàng thì được làm bằng thép anh em. À, không phải anh em, con này làm bằng inox nhé. Con này thì được làm bằng inox này, đây, 500 không hút anh em này. Mã H35 có giá 150.000 đồng trên một trên hai cái nhé. 150.000 đồng trên hai cái bằng inox này, mã H35 này. Đó, thì em chỉ có hai cặp cho anh em nhé, hàng bằng inox đấy, khá là đẹp. Rồi tiếp theo là lại về được một ít ổ cắm tháo máy này. Mã H36 có giá là 100.000 đồng một cái này. Ở đây thì có 4 công tắc cho từng ổ này. Đấy, và dây dài khá là dài anh em nhé. Dây dài phải trên 1 mét, 1,5 mét đấy. Đây, nó từ đây, em đo qua một chút cho anh em này. Dây khá là dài, 1,5 mét chưa hết này. Đấy, ít nhất là phải 1,5 mét anh em nhé. Đó, cái dây ngắn thì 1,5 mét. Đó, có cái dài hơn. Mã H36 có giá là 100.000 đồng một cái này. Ổ cắm H36 nhé, hàng của Hàn Quốc, Made in Korea, công suất thì sử dụng được 3.000W anh em nhé, 3.000W trên 4 ổ, tổng 4 ổ 3.000W hoặc là 1 ổ 3.000W nhé. Anh em sử dụng 1 ổ thì nó vẫn sử dụng được 3.000W, 2 ổ thì là nó chia đôi ra, là mỗi ổ là 1.500W. Còn 4 ổ, anh em sử dụng 4 ổ một lúc thì nó chỉ sử dụng được cho anh em là khoảng 700W. Đấy, 700W một ổ thôi. Đó, anh em lưu ý. Mà H36 có giá là 100.000 đồng này. Mà H37 cũng 100.000 đồng nhé, nhưng mà con này lại có 5 ổ. 5 ổ thì có 1 ổ tổng ở giữa này, 5 ổ 1 ổ tổng ở giữa, dây cũng trên 1 mét, 1,5 mét anh em nhé. Đó, cho anh em về đây, dây nó bị cắt như thế này, anh em về đấu một cái ổ cắm, phích cắm là được sử dụng. Anh em lưu ý là nó sử dụng chân tròn. Đấy, có tiếp điểm này, có tiếp địa đàng hoàng nhé. Đấy, có những cái chân tiếp địa đàng hoàng này. Đó, con này thì có những 5 ổ cơ. Tổng công suất của nó cũng được là 3.000W cho anh em này, hàng của Hàn Quốc. Đấy, hình thức thì khá là đẹp. H37 có giá là 100.000 đồng một ổ này. Mà H38 có giá là 110.000 đồng này. Con này thì lại có 6 ổ này, 1 2 3 4 5 6 này. Đó, dây dài thì hơn 1 mét, anh 1,5 mét cho anh em nhé. Công suất thì nó cũng chỉ là được khoảng 3.000W thôi. Nó chia đều, ví dụ anh em dùng 1 ổ thì nó cũng chỉ là được 3.000W và chia đều cho từng 6 ổ. Đấy,
chia cho 6 ổ, ví dụ anh em dùng cả 6 ổ thì 500W một ổ. Đấy. Rồi. Hàng khá là đẹp anh em nhé. Mà H38 có giá là 110.000 đồng một ổ này, em có 2 ổ này. Rồi tiếp theo mã H39 cũng có giá 110.000 đồng một ổ, cũng có 6 ổ bên trên này và một ổ tổng ở bên đầu này. Này mở cái gì nhá. Đấy, mở ra để bật tắt ở đây nhé. Đấy. Công suất thì mắc thì cũng là được 3.000W rồi nha. Nó hình thức khá là đẹp. Cái này là keo thôi, vệ sinh qua cái là sạch. Đấy. Trước khi giao hàng thì có vệ sinh qua cho anh em nhé. Đấy, con này dây khá là ngắn nhưng vẫn có ổ dây dài cho anh em nhé. Anh em nào mua nhanh tay mua trước thì được ổ dây dài, còn anh em nào mua sau thì còn dây ngắn thôi. Mà H39 cũng có giá là 110.000 đồng một cái này. Rồi đặc biệt mã H40 có giá là 320.000 đồng một cái này. Con này thì được rất là nhiều ổ này, 2, 4, 6, 8, 10 ổ. Đấy, nó có 10 ổ cắm liền. Đó. Ổ thì được làm bằng nhôm nhé, hàng của Hàn Quốc này. Đấy, công suất nó cũng chỉ được 3.000W thôi nhưng mà nó lại có rất là nhiều ổ. Đấy, 10 ổ. Đấy, mã H40 có giá 320.000 đồng cho anh em nhé. Hai đầu thì có hai cái lỗ để cho anh em bắt xuống dưới này. Đó. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái quạt là điện sử dụng 220V, công suất là 14W, 15W này. Đó. Kích thước của nó là 8cm x 8 và dày là 2,5cm. Khung nhôm nhé, khung được làm bằng nhôm và cánh bằng nhựa. Quạt này thì xuất xứ tại Trung Quốc thôi nha. Những cái quạt như thế này, quạt tản nhiệt của tủ điện thì nó xuất xứ tại Trung Quốc hết nhé. Đó, quạt tản nhiệt tủ điện. Anh em có thể về chế quạt mát tùy nha. Điện sử dụng là 220V, sử dụng gia đình điện lưới. Đó, công suất là 15W rồi nha. Kích thước là 8cm x 8 và dày là 2,5cm. Đó. 20.000 đồng một cái mã H41 nhé. Tiếp tục mã H42 có giá là 110.000 đồng một cái này. Ở đây là những con quạt điện 220V. Đó. Điện 220V công suất ở đây là 22W nhé. 22 đến 24W cho anh em nhé. Đấy, tổng chiều dài là 12 x 12 này. Và dày là 4cm này, 12 x 12 và dày 4. Sử dụng điện 220V, công suất là 22 đến 24W. Đó, có thêm một khung sắt ở bên dưới này và khung nhựa và một thêm lưới chắn bên ngoài này. Đó. Mã H42 có giá là 110.000 đồng trên một cái nhá. Em về được khoảng 5 cái thôi. Đấy, 5 cái là hết cho anh em. Đó. Tiếp tục là mã H43 có giá là 90.000 đồng một cái này. Đây là những con quạt sử dụng điện là 24V. 24V anh em nhé. 24V DC, quạt thì cũng sản xuất tại Trung Quốc thôi. Đó. 24V DC sản xuất tại Trung Quốc cho anh em. Nó gồm thêm một cái tấm, gồm một tấm ở dưới này, tấm sắt này, một đế sắt này, một khung nhựa và một cái lưới nhựa ở đây cho anh em nhé. Đó, thêm một cái tấm filter, tấm lọc cho anh em này, lọc bụi này. Đó, rất là tiện lợi. Tấm ấy này. Đó. Hàng sử dụng điện 24V DC anh em nhé. Mã H43 có giá là 90.000 đồng này. Quạt này cũng kích thước là 12cm này, nhân 12. Con này thì làm bằng khung nhựa, cái nhựa được làm khung sắt cố định ở bên ngoài nữa. Đấy. Cái khung sắt ở bên ngoài có chiều dài là 17cm và rộng ở đây là 4cm, tổng bề dày của cái quạt này là 5cm anh em nhé. H43 có giá 90.000 đồng một cái này. Rồi tiếp tục mã H44 có giá là 40.000 đồng một cái này. Đấy, về còn một ít con lăn ròng rọc cho anh em này. Đấy, ở đây thì có đế này, có đế có hai lỗ bật ốc nhé. Kích thước là 5cm nhân với 5,5 và dày là 1,2cm này. Đấy, còn đường kính con lăn, con rong rọc này, con lăn này.
Đường kính của nó là 5,2 cm nhé, đường kính ngoài 5,2 này. Đấy, và đường kính rãnh để cho anh em luồn để dây bên trên này là 7 mm nhé. Có nghĩa anh em dùng cái dây 7 mm như thế này, anh em mà chế ròng rọc này, đấy, nó rất là vừa, nó cũng không thể trượt được anh em nhé. Đấy, như thế này này, đấy, anh em làm kéo ròng rọc này, rất là ok. Rồi, bề dày của nó ở đây là 1,5 cm này, đó, bề dày 1,5 anh em nhé. Mã H44 có giá là 40.000 đồng một cái cho anh em. Tiếp tục mã H45 có giá là 25.000 đồng một cái này. Ở đây những cái cốc đạp sử dụng điện 220V này, công suất là 10A, cho nên mà nó cái cốc đạp này thì nó như kiểu là nhấn nhả thôi, như cái bàn đạp máy khâu anh em. Anh em nhấn xuống thì nó chạy, mà anh em nhả ra là nó dừng. Có thế thôi. Công suất là 10A, à 10A thì sử dụng được điện 2500W anh em nhé. 250V 2500W. H45 có giá là 25.000 đồng một cái, tổng chiều dài là 8 x 8 và dày là 3,5. Dây ngắn nhá, dây ngắn có khoảng 20 phân thôi, anh em về đấu lại. Ở đây thì có những cái đèn giống như đèn mã lúc đầu anh em nhé. Thì đèn giống như lúc đầu, xanh đỏ vàng, đèn báo máy thôi nên mà em không test nữa. Đấy. Con đèn này tổng chiều dài là 23,5 cm này. Đường kính là 6 nhé. Vẫn là đèn xanh đỏ vàng. Có thế thôi, con này khác lại có thêm cái còi. Cái còi nó hú thôi, không có gì cả. Đấy, anh em cũng về đấu dây xanh đỏ vàng thì nó lần lượt sáng màu xanh, màu đỏ, màu vàng cho anh em. Đèn vẫn là Palit của Nhật và sản xuất tại Indonesia nhé. Đèn sử dụng điện là 24V DC. 24V DC hoặc là AC cũng được, nhưng anh em đổi nguồn xuống 24V là sử dụng được nhé. H47 có giá 150.000 đồng một cái này. Đó. À, bác nào mua nhanh thì em gửi cho bác những cái tấm của cái đế nhôm ở dưới này rất là đẹp. Rồi, tiếp theo mã H46 này có giá 150.000 đồng một cái này. Con này thì cũng Palit của Nhật, sử dụng điện 24V AC hoặc DC, sản xuất tại Indonesia. Con này thì đèn nó nhỏ hơn một chút và có thân bằng sắt dài, có ren ở dưới để vặn cho anh em này. Tổng chiều dài ở đây là 45 cm nhé. Đấy, đường kính đèn ở đây là 5 cm và đoạn đèn dài này có kích thước là 14 cm này. Đó. Con này thì không có còi. Con này có còi. Đấy, con này có còi, con này không có còi anh em nhé. Đó, đèn thì nó sáng giống như con lúc đầu em test thôi, không có gì khác lạ cả. Đấy, nên mà không test lại nữa. Đấy, mã H46 có giá là 150.000 đồng một cái này. Rồi, tiếp theo mã H48 có giá 80.000 đồng một cái này. Ở đây anh em thấy hai thanh led rất là dài không? Đấy. Đèn này thì xuất xứ của Trung Quốc nhé, sử dụng điện 220V, công suất là 8W thôi. Đó, hình thức nó rất là đẹp này, H48 này. Đó, hình thức rất là đẹp. Đấy. Tổng chiều dài của nó này là 40,5 cm này. Hai bên đều có hai lỗ bắt ốc nhé, hai bên đều có hai lỗ bắt ốc. Đấy. Và đường kính ở đây của nó là tận 7 cm này. Đây là cái hộp nhựa nhé, nhựa bên ngoài đường kính là 7 cm. Đấy, ở đây thì anh em đấu điện trực tiếp 220V vào đây. Đây em có test thì em đã đấu sẵn ở đây rồi. Em có đã đấu ở đây. Đèn ánh sáng màu trắng này và cùng có hai dải led này. Ở bên trong là cái khung bằng nhôm mỏng để tản nhiệt nhé. Đó, rất là tiện dụng cho anh em này. Mã H48 có giá là 80.000 đồng một cái này. Em ở đây có 3 cái thôi cho anh em thôi. Đó. Rồi, hôm nay thì video đã lên được rất là nhiều sản phẩm cho anh em nhé. Anh em có thể xem lại qua ở khu vực này, hoặc anh em có thể tua lại để xem chi tiết từng sản phẩm nhé. Đó. Rồi, anh em mua hàng có thể liên hệ em qua số điện thoại là 035 373 0000. Đấy. Anh em cứ gọi điện hoặc nhắn tin Zalo đều được anh em nhé. Rồi. Ok, video xin phép kết thúc tại đây. Chúc anh em có một giấc ngủ ngon. Chúc anh em ngày mới tràn đầy sức sống để làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.